Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đợt vừa rồi thì do mình nghỉ Tết mình về quê cỡ hơn một tuần đó mọi người. Cho nên những cái cây hoa 10 giờ của mình thì nó đã khô hết rồi. Do không tưới cho nên nó khô hết rồi bây giờ. Với lại những cái cây này thì nó cũng đã già cỗi rồi mọi người. Cho nên hôm nay mình sẽ trồng lại những cái cây hoa 10 giờ này ha, để mình giữ giống của nó. Thì để trồng những cái cây này thì rất là dễ luôn á, mình chỉ cần mình bẻ cái nhánh ra thành mỗi cái đoạn nhỏ rồi mình ghim xuống đất nha mọi người. Mình sẽ bẻ ra thành những đoạn nhỏ, những khúc nhỏ xong rồi mình cắm xuống đất như vậy ha mọi người. Những cái chậu này thì mình đã sử dụng mình trồng hoa rồi, sau đó cây nó tàn thì mình lấy mình sử dụng mình trồng lại tiếp, mình tái sử dụng lại cho nên nó không có được đẹp nha mọi người, nó hơi bị dơ. Hoa 10 giờ thì nếu mà mình nói dễ thì nó cũng không dễ, nhưng mà khó thì cũng không khó lắm. Tại vì để trồng hoa 10 giờ mà có được nhiều bông á thì mình cũng phải chăm sóc kỹ lắm mọi người. Hoa 10 giờ là không có chịu úng, nhưng mà nếu mà khô quá thì nó cũng không được. Mà nó không có ưa bóng râm. Không ưa bóng râm, mình để chậu ở chỗ nắng á thì hoa nó sẽ có nhiều, cây nó sẽ có nhiều hoa hơn. Còn nếu như mà các bạn để chỗ bóng râm á thì cây nó sẽ ốm, nó xanh, nó ốm nhưng mà nó rất là ít hoa nha mọi người. Còn nếu mà mình để chỗ có nắng và thoát nước tốt với lại không có để cho nó bị khô nữa, nói chung là cũng khó chịu lắm. Nhưng mà nếu mà mình biết ý rồi thì mình trồng nó có nhiều hoa rất là mê mọi người. Hoa 10 giờ rất là đẹp, giống như những cái bông hoa hồng nhỏ vậy đó. Mình đã trồng hết rồi, bây giờ mình tưới ha. Nếu mà các bạn trồng thì các bạn có thể mình sử dụng sơ dừa cho trấu với đất với phân mình trộn lại mình trồng ha. Còn ở đây mình trồng ở quê á, cho nên mình lấy đất mà đất vườn ở nhà mình á, có những cái lá cây rồi nó bị phân hủy á mọi người, thì mình hốt vào mình trồng thì đất này nó cũng tương đối tốt, nhưng mà nó cái khuyết điểm của nó là nó không có giữ nước. Mình sử dụng sơ dừa cho trấu á, thì nó sẽ giữ nước lại, nó sẽ giữ ẩm á, nó không có cái cây nó không có bị khô hạn. Bây giờ thì cây mình nó cũng đã đâm chồi lá rồi ha. Mình có trồng thêm một số chậu nữa đó mọi người. Và do là nhà mình có nuôi gà, mình để dưới đất á, thì gà nó sẽ mổ cây đi, cho nên mình treo lên ha. Hôm nay thì những chậu hoa 10 giờ của mình nó đã trổ bông rồi mọi người, rất là đẹp và rất là nhiều màu sắc luôn á mọi người ơi. Đợt này trời nắng nóng quá mọi người ơi, và mình không có sử dụng sơ dừa trơ trấu á, cho nên nó không có giữ nước á, nó thoát nước rất là nhanh. Cho nên cái cây của mình dường như là nó bị vàng lá đó mọi người. Mọi người thấy không? Mình cái giải pháp của mình là mình lấy những cái bọc ni lông á, mình cột ở phía dưới cái chậu á mọi người, để cho nó giữ ẩm cho cái chậu cây của mình. Thì mình thấy mình cột như vậy thì nó cũng đỡ, nhưng mà nó cũng không có tươi tốt bằng. Lần sau là mình sẽ rút kinh nghiệm, hay là mình sử dụng sơ dừa cho trấu
Tại vì sơ dừa tra trấu thì nó sẽ giữ ẩm tốt cho cây, không có bị úng và đất nó sẽ tơi xốp á mọi người, cho nên mình sử dụng trồng cây rất là tốt ha. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến xem và ủng hộ cho mình. Chúc mọi người luôn vui, luôn khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin chào.